Ay, so good. Hello now. Hello, Alan. Hello, Jay. Nhỏ hả? Bên đó có cục sạc không em? Cục sạc iPhone á. Bên kia kìa, bên hốc bên kia có cục sạc iPhone không? Có cái cục cầm dây của chị Yến á, đưa chị cho chị. Du đang ở đâu mà rủ đi chơi ta? Thái Hùng Vinh đang đi chơi với bà Gợ rồi nha. Chết rồi, Thái Hùng Vinh đang đi chơi với Gợ rồi nha. Tâm này hạnh phúc phải lồn ra. Cái cửa chị mở sao vậy chị? Mở ra bình thường em, cái tủ chị mở ra bình thường em. Mở không được nghe. Mở ra. Xu nha. Dài quá không mở được. Đụng má, có cái tủ mà mày mở cũng không xong. Xạ quá, bớt bên Tân Bình đi vô ơi. Đáng Mỹ phải không? New York đúng không? Ai đẹp trai vậy anh? Buồn chịu nha. Tiếng làm gì Yến? Anh Yến đang làm gì vậy anh? Hay chắc thằng kia là bốc bạn rồi. Hay kia BD ta. Chắc BD rồi. Về những năm cây em đã gây chiều. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có dối lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này. Uống khô đi về chưa em? Vô chơi đó mày. Thấy chưa? Em nói mà chị không nghe. Thấy chưa? Đủ má chị em đủ đi chơi đéo đi. Thôi mày tầm này giống lùng rồi. Lùng ở nhà lùng nói chuyện với ghệ mày. Má ở nhà mày đi chơi với trai trời chồng luôn là ngày nào năm chị em mình đi chơi. Chỉ năm chị em mình thôi nha. Năm chị em mình thôi nha. Dạ, có năm đèn tiên chứ sao trời. Chỉ năm chị em mình thôi nha, không ai khác nữa thôi nha. Đi đụng ngược đi em, tụm cặp loa đi cho bằng chị bằng em. Có bao giờ nhìn về em? Chị phải đợi em trả nợ ba triệu xong rồi em muốn làm gì làm. Ghê vậy mà anh. Nợ ba triệu mà. Tông này tông bay phòng phải không ta? Tông bay phòng rất mà. Thì ra đây mất cấp tông bay phòng đó. Trời ơi, mặt của ai mà rất cái trời này mà chị hết vậy? Cô Biển á. Chưa em, chừng nào đi em mới trả tiền chứ em. Trả tiền trên biển luôn. Sao chị? 25.
Mày không chơi lại đâu chị à. Giờ sao bút bạn 22 đúng không? Giờ sao anh tối nay sao nè, anh sao em vậy à? Thôi tự nhiên giờ mặc cái đầm này đua bệnh xấu lắm. Anh đi quá chị. Đó mình chơi chơi.